Quý vị, Việt Nam hiện đang chỉ có khoảng 5.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam đánh giá lượng nhân sự này hiện mới chỉ đáp ứng 20% nhu cầu. Vì thế, nhiều trường đại học đã bắt tay với các doanh nghiệp thay đổi chương trình đào tạo theo hướng mở, đào tạo bổ sung, chuyên sâu nhằm giúp rút ngắn thời gian, cung cấp sớm lực lượng lao động chất lượng cao cho nhu cầu của thị trường. Đây là buổi thực hành chuyên sâu tại phòng thí nghiệm ngành vi mạch bán dẫn thuộc chương trình liên kết với nhiều tập đoàn bán dẫn trên thế giới của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên, học viên vừa được tiếp cận với các nội dung đào tạo mới, vừa được trao cơ hội học bổng, việc làm nếu có kết quả tốt. Trong quá trình học tập và được đào tạo bài bản tại lab, thì sinh viên cũng như là nghiên cứu sinh có cơ hội nhận được học bổng toàn phần, cũng như là xin học phí. Thì điều đó đã thúc đẩy mình cũng như các bạn sinh viên hiện tại lab có cái động lực to lớn để tiếp tục theo đuổi trong cái ngành vi mạch hiện tại. Đào tạo chuyên sâu hơn, cung cấp nhiều kiến thức sâu hơn, nhiều kinh nghiệm thực tiễn sâu hơn cho học viên, để học viên có thể đảm nhận được cái khâu thiết kế front-end trong cái chuỗi các công việc thiết kế chip, để từ đó có thể làm chủ được cái thiết kế chip, đặc biệt là các cái chip phức tạp trong cái thời đại công nghiệp hiện nay. Tại nhà máy sản xuất chip bán dẫn thứ hai đặt tại Việt Nam của tập đoàn Hana Micron, Hàn Quốc, với tổng diện tích hơn 6 hectare, có 1.500 lao động là người Việt. Việc mở rộng quy mô lần này cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào tiềm năng và nguồn nhân lực của Việt Nam. Qua quá trình làm việc, chúng tôi nhận thấy Việt Nam có một nguồn nhân lực trẻ và cần mẫn cho ngành công nghiệp bán dẫn. Chi phí nhân sự có tính cạnh tranh cao. Việt Nam cũng đang có chương trình đào tạo thêm 50.000 kỹ sư cho ngành này, cho thấy sự quan tâm và đầu tư của các bạn. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc đổi mới đào tạo, đáp ứng nhu cầu trước mắt, thì bán dẫn là một ngành xương sống, là cơ sở cho thế giới công nghệ tương lai, nên cần đầu tư trọng điểm, dài hạn, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ. Cơ hội về chip và bán dẫn tôi nghĩ rằng là ít nhất phải 10-20 năm tới. Nhìn thấy rất rõ chuyện đấy. Vâng, thế giới càng nhiều trí tuệ nhân tạo, càng nhiều người máy, càng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta càng cần có chip và bán dẫn, vì đấy là nền tảng. Cơ hội của những nước như chúng ta lại càng rõ rệt. Lực lượng trẻ, thông minh, có thể học rất nhanh, có thể thay đổi chính mình rất nhanh. Theo lộ trình, các cơ sở đào tạo sẽ cần cung cấp cho thị trường lao động bán dẫn ở trình độ cao là khoảng 3.000 người mỗi năm. Trong đó, số tốt nghiệp sau đại học chiếm ít nhất 30%, bao gồm cả kỹ sư bậc 7, thạc sĩ, tiến sĩ. Giải được bài toán nhân lực chất lượng cao, Việt Nam sẽ đón được làn sóng công nghiệp bán dẫn, tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu.